Hai chị hỏi em nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục vẽ và tô màu hình của một cỗ xe tăng quái vật các em nhé. Các em hãy cùng chú ý đón xem cách vẽ và tô màu cỗ xe tăng quái vật này sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ vẽ đó chính là phần bánh xích của chiếc xe tăng này. Tôi sẽ vẽ phần bánh xe của chiếc xe này các em nhé. Đó, đây là phần bánh xích bánh của chiếc xe tăng này. Phần dưới này sẽ là phần xích này. Ta sẽ vẽ tiếp phần thân phía trên của chiếc xe tăng. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần thân phía trên các em nhé, phần thân của chiếc xe tăng. Các em cùng chỉ đoán xem đây sẽ là mẫu xe tăng gì nhé. Mẫu xe tăng này khá là dài. Phần thân của xe tăng thêm nhé. Ta sẽ vẽ tiếp các cái chi tiết nhỏ. Phía đầu này thì chúng ta sẽ vẽ một cái nòng pháo. Ta sẽ vẽ một phần nòng pháo ở phần trước này. Mẫu xe tăng này thì sẽ có tất cả là 4 phần nòng pháo. Phần này là phần mắt của nòng pháo của chiếc xe tăng này. Các em cùng đón xem đây sẽ là mẫu xe tăng nào ở trong phim hoạt hình nhé. Đó, phần nòng pháo. Tiếp theo ta sẽ vẽ một nòng pháo ở phần này. Đây sẽ là phần mắt này. Chỗ này ta sẽ vẽ một cái nòng pháo. Đó. Phía
phía bên trên. Đó, một nòng pháo thứ hai tiếp theo. Phần này chúng ta sẽ vẽ một nòng pháo nhỏ ở chỗ này. Chỗ này sẽ là một nòng pháo nhỏ. Phần đằng sau này chúng ta cũng sẽ vẽ thêm một nòng pháo nhỏ ở phía sau này nữa. Rồi, em thấy là chúng ta đã vừa vẽ xong hình của một cỗ xe tăng quái vật rồi các em nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau để tô màu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng đó là màu đỏ để tô phần mắt phía bên trên này. Tiếp theo đó là màu vàng, tô phần mắt ở phía đằng trước này. Còn lại thì chúng ta sẽ sử dụng đó là màu xanh lá cây các em nhé. Màu xanh lá cây thì chúng ta sẽ tô toàn bộ cho phần thân của chiếc xe tăng này. Phần nòng pháo này. Ta sẽ tô lần lượt toàn bộ chiếc xe tăng này sẽ có màu xanh lá cây. Toàn bộ phần thân phía dưới này thì chúng ta cũng sẽ tô màu xanh. Đó, phần thân của chiếc xe tăng chúng ta đã tô xong màu xanh rồi. Phía dưới thì chúng ta sẽ sử dụng màu xanh đậm hơn để chúng ta tô vào phần bánh xe các em nhé. Ta sẽ tô vào phần bánh của chiếc xe tăng này. Như vậy em thấy là chúng ta đã vừa vẽ cũng như là tô màu xong hình của một cỗ xe tăng quái vật rồi các em nhé.
Video vẽ và tô màu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở trong các video lần sau.